Những hình ảnh điều khiển xe máy lạng lách đánh võng bốc đầu xe nguy hiểm như thế này được một số thanh thiếu niên thực hiện vào các khung giờ khuya những đêm cuối tuần tại các tuyến phố Trần Quốc Toản, Đẹp Ren, thành phố Đà Lạt. Các video clip này được chính những người trong cuộc quay lại rồi đăng lên mạng như một hình thức để thể hiện bản thân, và không biết rằng mức phạt đối với những loại hành vi đó là rất cao. Theo Nghị định số 123 năm 2021 sửa đổi bổ sung, phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm. Tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với người đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép. Ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 tháng đến 5 tháng và tịch thu phương tiện. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm. Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong ngoài đô thị. Hình thức phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 2 tháng đến 4 tháng nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần bị tịch thu phương tiện. Vì các thanh thiếu niên điều khiển xe lạng lách đánh võng, nẹt bô, bốc đầu xe chạy quá tốc độ cho phép không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn ảnh hưởng đối với người tham gia giao thông. Trước tình hình đó, ngành chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt và yêu cầu các thanh thiếu niên ký cam kết không vi phạm, đồng thời yêu cầu gia đình phối hợp quản lý không để con em điều khiển xe vi phạm. Bên công an làm là rất là đúng, để răn đe tụi nhỏ cho nó khỏi có gây tai nạn giao thông. Nhờ bên công an rồi bên chính quyền địa phương gì đó răn đe cháu thêm. Qua cái công tác nắm tình hình ở trên địa bàn thì chúng tôi cũng đã cử lực lượng là áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mật phục, giám sát, ghi lại các cái hình ảnh của các đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe vi phạm, chạy điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, rồi không đội mũ bảo hiểm, rú ga trong đô thị. Thì chúng tôi cũng đã xác minh làm việc, đồng thời là chúng tôi cũng là thu thập cái hình ảnh tài liệu ở trên không gian mạng, để chúng tôi tiến hành mời làm việc đối với các cái trường hợp mà thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe quậy phá vào ban đêm. Mặc dù đã tăng cường nhiều giải pháp nhưng tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Trong 6 tháng qua, tuy số người chết giảm nhưng số vụ và số người bị thương tăng cao so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2024, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh xảy ra 19 vụ, làm 8 người chết và 22 người bị thương. Thiếu kiến thức về luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn. Vậy nhưng nhiều bậc phụ huynh vì nuông chiều con vẫn giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn tham gia giao thông. Theo Nghị định số 123 năm 2021 sửa đổi bổ sung, ngoài việc bị phạt tiền đối với học sinh thì còn áp dụng hình phạt bổ sung đối với những người giao xe cho những người chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với chủ xe khi giao xe hoặc để người không đủ điều kiện tham gia giao thông được quy định. Trong thời gian tới, ngành chức năng tiếp tục ra quân triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Để triển khai tháng cao điểm đảm bảo học sinh đến trường vào tháng 9 năm 2024 là tháng đầu học sinh đến trường, thì Công an tỉnh phối hợp giáo dục tổ chức hội nghị vào cuối tháng 8 để tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền cũng như xử lý vi phạm và vận động học sinh, phụ huynh ký cam kết chấp hành trật tự luật trật tự an toàn đường bộ, kiềm chế và kéo giảm cái vi phạm cũng như cái tình hình tai nạn liên quan học sinh viên. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thanh thiếu niên học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ đòi hỏi nhiều yếu tố. Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ở các khung giờ ban đêm, giờ tới trường, giờ tan trường và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, về phía gia đình cũng cần cương quyết không cho học sinh đi xe máy phân khối lớn đến trường, đồng thời quản lý chặt chẽ con em mình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong thời gian tới.